Thủ tướng trao đổi về vụ Đồng Tâm với các nguyên lãnh đạo Trung ương. Nói về vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội, tại buổi gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại miền Trung ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vụ việc sẽ được xử lý nghiêm, minh bạch. Tham dự cuộc gặp mặt có trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên, Huế, Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các đại biểu nguyên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương ở miền Trung. Nói chuyện, thăm hỏi, chúc Tết các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi về một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội trong năm qua, chất lượng tăng trưởng tốt hơn, năng suất lao động tăng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đây cũng là năm thứ 4 chúng ta xuất siêu, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên 100% tỉnh, thành phố vượt thu ngân sách. Nói về vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội, một vấn đề thời sự được dư luận xã hội quan tâm, Thủ tướng cho biết, bên cạnh công tác dân vận, thuyết phục nhân dân thì phải giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Thủ tướng khẳng định, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Thủ tướng cũng biểu dương tấm gương hy sinh của ba chiến sĩ công an. Thủ tướng cho rằng, thành quả vừa qua đáng mừng, nhưng mới chỉ bước đầu vì thu nhập bình quân còn dưới 3.000 USD. Việt Nam còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức như tình hình thế giới diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng, biến đổi khí hậu. Bí thư xã Đồng Tâm, cuộc sống của người dân thôn Hoành trở lại bình thường. 4 ngày sau vụ việc khiến ba chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối tử vong, ông Phan Văn Tử, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, Mỹ Đức cho biết mọi hoạt động thường ngày của người dân thôn Hoành đã trở lại bình thường. Đến thời điểm này, các hoạt động ở xã Đồng Tâm cũng như thôn Hoành đã trở lại như ngày thường. Qua hệ thống chính trị, chúng tôi tuyên truyền để bà con ổn định tinh thần, tích cực lao động sản xuất và chuẩn bị đón Tết, ông Sự nói. Theo bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, trong những ngày qua, đoàn thanh niên xã đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội tiến hành vệ sinh môi trường trên địa bàn để chuẩn bị đón Tết. Còn hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục rà soát danh sách gia đình chính sách để thăm hỏi, tặng quà Tết. Ngoài ra, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Văn Sự cho hay, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, người thân trong gia đình ông Lê Đình Kình đã nhận thi thể ông về mai táng. Bà Bạch Liên Hương, bí thư huyện ủy Mỹ Đức cũng cho biết, tình hình trên địa bàn xã Đồng Tâm đã ổn định, các hoạt động sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh cũng như học tập của người dân diễn ra bình thường. Theo bà Hương, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện và xã Đồng Tâm sẽ tích cực phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Cụ thể, huyện Mỹ Đức sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Canh Tí chu đáo, nhất là chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn. Huyện Mỹ Đức cũng sẽ tập trung chỉ đạo xã Đồng Tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn gắn với chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, trước ngày 9 tháng 1, Bộ Công an cho biết, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả, có 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và một người chống đối tử vong, một người bị thương. 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3, PC07, công xã Đồng Tâm bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình về gia đình. Ngày 10 tháng 1, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã làm các thủ tục bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình về gia đình để mai táng. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chiều tối ngày 10 tháng 1, ông Phan Văn Sự, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, về gia đình để mai táng. Hôm nay, chúng tôi đã mời gia đình ông Lê Đình Kình lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm để trao đổi về việc bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình. Gia đình ông Kình cũng đã đồng ý nhận bàn giao thi thể ông Kình. Tuy nhiên, đến thời điểm này họ vẫn chưa ký vào biên bản. Hiện chúng tôi đang vận động thêm, lãnh đạo xã Đồng Tâm nói.
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết, thi thể ông Lê Đình Kình đang được bảo quản tại Bệnh viện Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Dự kiến đêm nay hoặc sáng mai thi thể ông Lê Đình Kình sẽ được bàn giao về cho gia đình. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 1, Bộ Công an cho biết, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng.